Quân sự Thế giới hôm nay ngày 3 tháng 1 có những thông tin chính sau Hamas tấn công trực thăng Apache của Israel bằng tên lửa SA-7 Ấn Độ và UAE bắt đầu cuộc tập trận chung Desert Cyclone Ngày 2 tháng 1, Thời báo Israel, The Times of Israel đưa tin lần đầu tiên các tay súng Hamas sử dụng tên lửa vác vai SA-7 tấn công trực thăng AH-64 Apache của Israel Cụ thể, The Times of Israel trích nguồn tin từ Palestine cho biết trong khi Israel tiến hành các cuộc không kích ở phía tây thành phố Gaza, các tay súng Hamas đã phóng hai quả tên lửa SA7 nhằm vào các trực thăng tấn công AH-64 Apache. Phía Israel cũng thừa nhận việc trực thăng của mình bị tấn công bằng tên lửa phòng không vác vai SA, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số lượng tên lửa của Hamas. Quân đội Israel xác nhận thêm rằng tên lửa SA7 của Hamas đã bắn trượt mục tiêu và không gây ra thương vong hay thiệt hại nào. AH64 Apache do Boeing phát triển là trực thăng tấn công đa năng tiên tiến chủ yếu được lục quân Mỹ sử dụng. Trực thăng này là một khí tài rất linh hoạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công, trinh sát và phòng thủ. Apache còn nổi tiếng về khả năng sống sót và tính cơ động cao với nhiều vũ khí tối tân. Vũ khí trang bị cho AH64 Apache gồm một khẩu súng tự động 30mm M230, tên lửa AGM-114 Hellfire và tên lửa Hydra 70. Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không vác vai SA-7, còn gọi là 9K-32 Stella-2, được thiết kế để tấn công máy bay tầm thấp, được phát triển bởi Liên Xô từ những năm 1960. Đây là hệ thống tên lửa dẫn đường hồng ngoại vác vai, hiệu quả phần lớn là do tính đơn giản và tính cơ động cao của nó. Tên lửa chỉ cần một người vận hành, tấn công mục tiêu máy bay bằng cách xác định lượng phát xạ hồng ngoại, phần lớn là từ động cơ, SA7 có tầm bắn hiệu quả khoảng 4.200m, độ cao hiệu dụng khoảng 1.500m, phù hợp để tấn công máy bay trực thăng và máy bay tầm thấp. Mặc dù đã cũ, SA7 vẫn được sử dụng rộng rãi ở nhiều cuộc xung đột trên toàn cầu do sản phẩm có nhiều và dễ sử dụng. Theo tin nhanh Ấn Độ mới, The New Indian Express, ngày 2 tháng 1, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên mang tên Desert Cyclone hay còn gọi là Lốc Xoáy Sa Mạc. Thông báo của lục quân Ấn Độ cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra ở khu vực Mahajan, bang Rajasthan từ ngày 2 đến ngày 15 tháng 1. UAE đưa lực lượng thuộc lữ đoàn số 1 dày và phía Ấn Độ điều động lực lượng thuộc một tiểu đoàn bộ binh cơ giới tham gia cuộc tập trận. Mục đích của cuộc tập trận là tăng cường khả năng tương tác trong các hoạt động dưới mức chiến tranh quy ước, bao gồm tác chiến trong đô thị, trên địa hình sa mạc và bán sa mạc, theo chương 7 của Hiến trương Liên Hợp Quốc về các hoạt động gìn giữ hòa bình. Cuộc tập trận sẽ tăng cường hợp tác và khả năng tương tác giữa hai bên trong các hoạt động gìn giữ hòa bình. Desert Cyclone cũng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên. Các nội dung trong cuộc tập trận bao gồm thành lập trung tâm giám sát chung, tìm kiếm và phong tỏa, chiến dịch kiểm soát đô thị và vận hành trực thăng. Ấn Độ là quốc gia đầu tiên UAE ký thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện vào năm 2022. Một thỏa thuận cũng được ký kết vào tháng 7 năm 2023, cung cấp 1,2 triệu tấn khí hóa lỏng cho Ấn Độ mỗi năm trong thời gian 14 năm kể từ 2026. Hiện có khoảng 3,5 triệu người Ấn Độ đang làm việc tại UAE và Ấn Độ đặc biệt coi trọng mối quan hệ với quốc gia này.